Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Family Federer cuộc sống ở Thụy Sĩ các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay thì trên bàn mình nhé còn một cái thư này muốn khoe cho các bạn. Các bạn ạ, đây là cái món quà iPhone 12 Pro Max 256GB các bạn ạ. Ông xã mình thì đã mua cái này cho mình từ ngày 12 tháng 4 các bạn ơi. Đây hóa đơn này đó, các bạn thấy không? Đó, thì bây giờ là ngày 20 mấy á mà hôm nay là ngày 23 mà mình mới bắt đầu mở ra các bạn ạ. Hôm nay là buổi trưa ngày 23 mình mới bắt đầu mở ra và đập hộp cho các bạn cùng xem. Tại vì thực sự mà nói đây là cái món quà mà lần đầu tiên á, mình cảm thấy không vui một chút nào luôn. Các bạn biết tại sao mà mình không vui không ạ? Là vì á, thang này ấy, các bạn thì mình đã mua sắm rất là nhiều cái tiền đồ công nghệ này, nào là đầu tư máy ảnh này, nào là đầu tư loa này, rồi các thứ để mà làm video cho nó ổn định hơn và chuyên nghiệp hơn đấy. Thì cho nên là mình không thể ngờ rằng là ông xã mình lại tự nhiên lại vác tiền đi mua thêm một cái chiếc iPhone này nữa. Một cái chiếc iPhone này á, nó có giá ở Thụy Sĩ cả bao gồm cả cái bảo hiểm các bạn nhá. Nó có giá là 1.199 franc của Thụy Sĩ và mình phải mua thêm cái gói bảo hiểm cho một năm nữa, đó là 219,95 sen của Thụy Sĩ, là tổng của cái iPhone này là 1.418 franc các bạn ạ. Tương đương gần 40 triệu tiền Việt Nam mình. Đó, các bạn có nhìn rõ không? Đó. Nó gần 40 triệu tiền Việt Nam mình cho một cái iPhone này các bạn nhé. iPhone 12 Pro Max các bạn nhé. Đó. Và mình thực sự mà nói là cái hôm mà ông xã mình đem về thu dâu ấy thì mình đã cau cho một trận rồi. Và nếu bây giờ mình mà không mở ra dùng thì thực sự mà nói mình để như thế thì nó cũng uổng luôn cái máy, là vì mình không thể trả lại được các bạn ạ. Và bây giờ mà bàn cho ai với cái giá này thì họ cũng không mua. Đấy, cho nên thôi thì đường nào thì ông xã cũng mua rồi thì thôi thì mình cũng phải mở ra mà dùng các bạn ạ. Thì hôm nay mình mở ra đi dùng thì mình sẽ làm video lại cho các bạn cùng xem nhé, cùng khám phá xem là cái chiếc iPhone này nó như thế nào bên trong nhé. Đó, hàng năm thì các năm mình đều dùng iPhone, nói tóm lại thì hiện tại các máy móc ở trong nhà mình ấy thì toàn là iPhone cả các bạn ạ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình nhận một cái món quà iPhone mà mình cảm thấy nó buồn như này luôn các bạn nha. Vì năm nay là thứ nhất là vô Covid này, rồi năm nay thì kiểu nhà mình cũng có nhiều việc ấy, ở Việt Nam cần phải về xử lý. Nhưng mà giờ dịch như thế này em về máy bay vì gì nó rất là mắc, cho nên là mình muốn tích góp một chút để mà cả gia đình được về ấy, bên Việt Nam để xử lý nhiều công việc. Rồi em gái mình sắp cưới nữa ấy các bạn, cho nên là mình cũng không biết rằng là tương lai thì trong năm nay thì mình có được về không, là vì bây giờ Covid ở bên nhà mình thì cũng rất là phức tạp đấy. Ở Việt Nam mình thì cũng chưa có về để mà các cái chuyến bay thương mại ấy chưa có đó, cho nên là bây giờ những cái chuyến bay cứu trợ thì cực kỳ là đắt. Thực sự luôn các bạn ạ, một người về như vậy hiện tại thì vừa rồi có một anh chị về á, thì bao với mình rằng là về và cách ly á, thì nó gần rơi vào 100 triệu hoặc hơn 100 triệu cho một người. Đó, mà bây giờ mà gia đình nhà mình có 4 người các bạn ạ. Có 4 người mà bây giờ này 4 người về thì các bạn thử biết đó, 4 người mà nhân 4 lên thì thành 400 triệu đó, một cái con số tiền không hề nhỏ một chút nào cho một cái gia đình nhà mình mà muốn về đấy các bạn. Cho nên là mình rất là tiếc, nên là muốn tích góp một chút. Nhưng mà đàn ông mà các bạn cũng biết đó, đàn ông là cứ hễ thấy cây gì mà kiểu ưng mắt một cái là mua không cần phải ấy gì luôn á. Đó, vì thang này mình vừa đầu tư cái máy quay này, cả micro về gì là cùng rơi vào hơn 1.000 rồi các bạn ạ. Rồi bắt đầu mua thêm những cái đồ dùng phụ tùng với gì nữa ấy các bạn là nó cũng rất là đắt. Rồi mua thêm máy móc với các cái chân giữ với gì ấy. Thực sự mà đây cái thang này chi tiêu của cái thang này là vượt trội hơn tất cả các tháng. Nhưng mà bây giờ mình cũng muốn làm video nó kiểu chuyên nghiệp hơn một chút này, cái âm thanh ánh sáng với gì nó cũng ổn định hơn một chút. Nói thực với các bạn á, bây giờ hiện tại trong nhà mình là có 6 cái máy điện thoại iPhone cả thầy các bạn ạ. Hôm vừa rồi sinh nhật mình ấy, quà của bạn bè tặng mình đến bây giờ mình vẫn chưa mở luôn các bạn nhé. Đó, mình vẫn đang để trong hộp chưa mở luôn, là vì cái đó là mình muốn là bữa nào về ấy, thì mình sẽ đem về làm quà cho chị gái và em gái mình. Còn bây giờ mình còn có thêm 2 cái máy nữa các bạn, mình không hề dùng luôn, mình cho các bạn xem đây. Này, nồi có sạch mạch có trứng các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy chưa? Đó, có dùng đâu mà các bạn, không hề dùng luôn các bạn ạ. Cứ để trồng trơ như vậy thôi để xem video thôi các bạn ơi. Một nhà mày luôn, còn có cả iPad này, ôi biết bao nhiêu là chiếc. Bây giờ gọi là mình không muốn xài may nữa, thực sự mà nói mình không có nhu cầu mà xài nữa luôn. Mà nhất là bây giờ là iPhone này, bây giờ này dùng cả máy quay các thứ rồi mà bây giờ ông già vẫn mua về ấy, như này ấy là mình cảm thấy rất là sót luôn các bạn ạ. Thì các bạn biết rằng bây giờ thôi, đường nào thì cùng ông xã mua rồi trả đi thì không được mà bàn cho ai cũng không xong. Thôi thì mình sẽ mở ra cho các bạn nhé, không liên thuyên là nhé. Trước tiên đấy các bạn muốn mình mở cái hộp này ra. Xin các bạn hãy cho mình một lượt đăng ký được không ạ? Cho mình một lượt đăng ký, nếu là Facebook thì cho mình một lượt tương tác bằng cách là ấn like, rồi ấn đăng ký theo dõi và ấn thích giúp mình với các bạn nhé. Còn trên kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng mình sẽ mọi người sẽ biết đến mình nhiều hơn được không ạ? Mình cảm ơn rất là nhiều nhé, cho mình cảm ơn trước nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái con iPhone này ra cho các bạn nhé, xem nó có gì mà nó đắt giá man luôn các bạn.